Jonas Vejonti là hai vị tướng xạ thủ không hề cơ động một chút nào, khi mà chúng ta chỉ có tăng tốc chạy mà thôi, chứ không hề có thêm một cái chiêu bay nhảy gì cả. Chính vì thế bị Grab kéo rất là dễ. Mà chưa kể đội hình bên kia chúng ta còn có thêm cả Ryoma, Kera hay là thậm chí Natalia thì cũng đều có thể bắt được Jonas rất là dễ dàng. Nhưng để xem là trận đấu này mình sẽ né chiêu Grab như thế nào, cũng như là di chuyển làm sao cho hiệu quả, thì các bạn cùng mình vào trận đấu của ngày hôm nay thôi nhé. Nhưng mà trước hết thì đừng quên bấm ngay nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để mình có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi vị tướng này đến cho các bạn nhiều hơn nha. Còn mình là Icy Fox. Cái điều dễ nhất để các bạn có thể né được Grab đó chính là các bạn núp ở sau lính cho mình. Cứ đi tuần sau mấy con lính này thì chắc chắn là Grab sẽ không thể nào kéo chúng được đâu. Có lính này, có quái hay là có thêm tướng địch thì các bạn nên núp ở sau lưng của nó nhé. Thì đấy là cái phương pháp hiệu quả nhất rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn hãy nhìn tín hiệu của Grab. Tức là thông thường khi mà Grab nó có cái chiêu nó kéo ấy, thể nào nó cũng sẽ lên cao là một này. Nó sẽ lên cao và nó sẽ kiểu giống như kiểu nó đang đuổi theo các bạn vậy á. Chính vì thế thì cái lúc thời điểm đấy thì tốt nhất là check dép mà chạy cho nó kịp nha. Đừng có giữ, hãy giữ khoảng cách đối với Grab này. Và nếu nó có kéo thì nhớ di chuyển ngang ngang một xíu á. Như vậy thì có thể là né được chiêu Grab hơn. Quan trọng là các bạn thấy được là mỗi lần Grab chuẩn bị kéo nó sẽ đứng lên cao hơn. Các bạn cứ để ý mà xem. Và khi mà mình thấy Grab lên cao là y như rằng mình check dép đi vậy. Không có đánh nữa, hoặc là cố gắng là núp ở sau lưng của một tướng địch nào đó nhá. À, của một đồng đội nào đó nhá. Ví dụ như là trận này thì mình có Toro. Thì Toro bạn này chơi rất là hay khi mà bảo kê mình liên tục luôn, lên rất là cao để che chắn chiêu của Grab cũng như là che chắn chiêu của Violet. Và công việc của mình thì cứ ở đằng sau bắn thôi và không sợ bị Grab kéo đâu. Nhưng mà đâu phải lúc nào thì ông này cũng thể cover được cho các bạn. Tốt là các bạn nên chủ động để chạy ra phía của ông đấy nhá. Như vậy thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và chơi sẽ tốt hơn cho cả hai. Chứ đừng có thụ động quá vào AD, đừng có thụ động quá vào người của support nha. Support đã gặp ngay cái quả thêm của Alice á. Thì co mà các bạn né một niềm tin, còn nó né các bạn trước á. Nên là nên chủ động xíu nha. Rồi xong, trời ơi. Ông Nagot, ông ấy cố gắng ăn lính chứ còn được, không thèm lên giúp tôi luôn. Cái pha này đáng lẽ Grab, cái pha này đáng lẽ Nagot mà lên làm choáng mọi người của Violet là mình cũng xác dép lên về được rồi đấy. Thôi, biết làm sao bây giờ. Đây chúng ta có mạng của Violet này. Rồi thì bắn theo nốt Grab nữa, double kill. Thơm rồi. Thế luôn, lâu lâu cứ gặp một trận mà có Toro đi chung thế này thì mê lắm luôn. Nhưng mà Toro xịn nha, Toro dở mà cũng chê. Nhiều ông chê Toro, thấy Toro bộc phá này. Giống kiểu Aya bộc phá ấy, mọi người. Toro thứ hai là Toro bỏ AD này. Rất nhiều luôn. Còn Toro thì Toro xịn nha. Ok, vẫn có mạng của Chana, vẫn có mạng của Violet kìa. Quả đấy thì mình có thêm. Ôi thôi chết rồi, chết tôi rồi. Rồi xong, bay màu luôn. Vừa mới ăn được mạng của Violet xong bởi vì mình có ma chú. Xong rồi lại bị Kera dí ngược lại. Và cái quan trọng nhất là chúng ta có tầm 7 bắn này. Không có ai bắt mình được pha này hết. Giờ thì các bạn cứ cố gắng chơi cho nát nốt đi nha. Không là đến mùng 10 tháng 7 này chúng ta sẽ cập nhật phiên bản mới của Liên Cung Mobile và vị tướng cho nát của chúng ta sẽ bị giảm sức mạnh. Đây là một tin không hề vui một chút nào, nhưng nó giảm một tí đầu game thôi à. Đầu game sát thương của chúng ta sẽ không lớn như là ban như bây giờ nữa, nhưng mà cuối game vẫn sẽ giữ nguyên nhá. Tức là cái thông số của chúng ta chỉ giảm cái đầu game thôi, còn cuối game thì cái chỉ số vẫn giữ nguyên luôn và vẫn có thể bắn 3 nhát một mạng như bình thường nhá. Nên là cứ yên tâm mà chơi vị tướng này. Chỉ là đầu game các bạn cần phải cẩn thận hơn, cũng như là tính toán sát thương cho nó kỹ hơn mà thôi. Thôi đi về. Em đi về. Ê, ăn tà thần luôn này, Không ai thèm ra ăn luôn. Murat với cả Nagrod đứng ngay đây. Trời ơi, hai cái ông này, thôi tôi đi về cho nó lành quá. Trận này thì có vẻ như là Nagrod thì không có nhìn map nhiều và cũng không có để ý đến team nữa. Chủ yếu sẽ là đi farm này, sau đó là ra bắt được thằng nào thì bắt thôi. Chứ cũng không có giúp cho team, cậu team đang combat thì không lao ra để hỗ trợ bao giờ cả. Hơi căng với những rừng như thế này đấy. Keep an eye on the tower. Our sage golem has not reached
Và nếu các bạn cũng hay gặp trường hợp dừng như thế này hay là gặp của team mà không cover sợ AD thì cũng bình luận ở bên dưới xem câu chuyện của bạn là gì nhá. Cũng như là đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh của mình nhá. Tầm xa quá nên không có bắn được. Thôi đi về thôi. Team không còn ai rồi, có mỗi Toro. Ôi, Toro kìa. Máu chiến nhé. Đúng. Với tội là team bên kia đấy không thèm đánh luôn mọi người ạ. Ồ, có ma chú vẫn bay màu được thêm mạng của Kira. Không ăn được mạng của Rock rồi. Sâu thế trời ơi. 4 ông lợn mình bắt được mỗi Kira là còn 3 ông. Thôi xong rồi. Hơi buồn nha trời. Dừng rú các thứ thì vẫn là tích trận này mình nói rồi mà. Mặc dù là team mình với cả Toro còn bắt rất là lâu nhưng mà không ai cùng giúp luôn. Nhưng trận này chủ yếu sẽ là AD với cả Toro tự chơi với nhau thôi. Hơi khó rồi đấy. Còn về vấn đề Grok, các bạn thấy được Grok lên cao kia là đang chuẩn bị có chiêu để câu rồi đấy. Để có chiêu để ném rồi đấy. Nên là nhớ vị trí cho nó tốt nha. Những cái dấu hiệu về việc Grok sắp lên kéo thì mình cũng nói rồi đó. Thì để ý một chút để né là được. Hay rồi. Hiện tại thì mình cũng đang có rất là nhiều những em có các bộ trang phục của vị tướng Taonat như là thứ nguyên vệ thần, tân nguyên vệ thần. Thì các bạn muốn rước em nào về thì xem phần bình luận ở bên dưới nhé. Thôi xong bay màu Ryoma rồi. Ô, chưa ngỏm kìa. Quan trọng là Grok này, chúng ta sẽ có Toro lên chặn đầu rồi. Toro lên cao quá, trời ơi, đầu game hơi hay. Bây giờ cảm giác kiểu Toro hơi vội vàng thì phải. Thế nhất là chúng ta không có team ở gần đây. Murat với cả Narcos rất là cố gắng chăm chỉ đi farm luôn. Và không để ý đến mình với cả Mid với cả Toro đâu. Đằng sau này có Ryoma, sau lưng của chúng ta có Ryoma này. Ôi, ghê gớm quá trời. Nhưng mà mình cũng yếu máu rồi. Cần phải rét đi về. Ôi, vãi thiệt. Bất ngờ nha bà già. Thế là chúng ta đã quýt tận 5 mạng rồi này. Hay nha. Đây rồi có thương xuyên phá đây không? Diệt thần cung đây rồi thì mình sẽ bắn được Grok tốt hơn. Trên này chúng ta có mỗi Natalia thôi. À có thêm cả Kira nữa để xem bắt được đứa nào không? Có mạng của Natalia này, chấm dứt nữa chứ. Thơm. Để ý xem Grok ở đâu đấy nha. Cẩn thận không là ông Grok ông kéo cho cái là thôi bên màu đấy. Đây Grok này thấy lên cao là chuẩn bị kéo đây này. Đấy. Bây giờ thì hết kéo rồi nên chúng ta cứ yên tâm mà lên cao. Ok, có mạng của Kira. Mình thì còn duy nhất cái nanh Fenrir nữa thôi là lên full đồ rồi. Đấy, Grok lên cao chuẩn bị kéo đấy. Đứng sau lưng của team hoặc đứng sau lưng của quái nha. Như thế này sẽ không sợ Grok kéo nữa. Rồi, không ăn được mạng kìa. Đây mình lấy xe này bắt mạng của Violet. Thì mình kia tập này thì không có chống đỡ được đâu. Hơi nhây tí cũng được. 200 vàng. Chúng ta còn Grok với cả Ryoma và còn Violet nữa. Có mạng của Ryoma này. Ok, và trận đấu của chúng ta cũng kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Và đó chính là những kinh nghiệm của mình khi đối đầu với cả Grok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye.